Xuân Thanh đang tham gia chương trình Khu Vườn Thanh Âm, và đây là khung cảnh rất đẹp của chương trình. Phải nói rằng là đây là một cái chương trình Xuân Thanh phải nhận lời tham gia, bởi vì trong đây có rất nhiều điều hay, và đầu tiên là có lợi cho một người ca sĩ khi mà được tham gia với bên nhạc, rồi những người đồng nghiệp yêu mến của mình trong một chương trình chuyên nghiệp, được hòa âm phối khí rất là kỹ lưỡng. Khán giả hãy đón xem chương trình Khu Vườn Thanh Âm của Phương Thanh, Ưng Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Trung và Hamlet Trương, đạo diễn âm nhạc Nguyễn Minh Cường. Hôm nay Phương Thanh quay là đang là tập 3 của chương trình, nhưng mà khá là thú vị với cái kịch bản của chương trình. Hãy đón xem.